Thưa quý vị, Long Tuyền, quận Bình Thủy là phường cung cấp hoa kiểng Tết với số lượng lớn cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên năm nay, vào thời điểm này, không khí chuẩn bị hoa kiểng cho Tết tại địa phương không mấy nhộn nhịp. Đến Hợp tác xã Hoa Kiểng Phó Thọ trong những ngày này mới thấy được cảnh vắng vẻ điều hiu của làng hoa kiểng từng nổi tiếng ở miền Tây. Nếu như trước đây, dịp Tết tại làng hoa kiểng này cung cấp ra thị trường trên 60.000 giỏ hoa các loại, thì Tết năm nay dự kiến chỉ khoảng 20.000 giỏ. Chủng loại năm nay trồng rất là hiếm hơn nhiều, cũng như là hoa ly, rồi cúc đồng tiền và các hoa khác. Chỉ tập trung trồng cho là hoa vạn thọ và là giống hoa cúc Đài Loan và cúc mâm xôi theo truyền thống là mấy năm trước. Với diện tích trên 8 hectare, Hợp tác xã Hoa Kiểng Phó Thọ có 16 xã viên trồng hoa kiểng các loại dịp Tết. Do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh COVID-19 mà Tết năm nay chỉ còn 7 hộ trồng. Diện tích bị thu hẹp, chủng loại ít, số lượng giỏ hoa cũng giảm nhiều. Qua Tết thì năm nào em cũng trồng hết trơn á, thì trồng đựng cho bà con người ta có để trưng Tết rồi hoa kiểng rồi cuối năm á chị, nhưng mà lo thì cũng phải lo rồi, nhưng mà tới đâu hay tới đó. Giá cả thì chắc em cũng thấy bình ổn vậy thôi, chứ cũng bằng giá năm rồi thôi, chứ em cũng không có bán lên được đâu chị. Tại năm nay mùa dịch người dân chúng người ta lại khó khăn quá. Để hỗ trợ cho xã viên trồng hoa kiểng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, Hội Nông dân phường Long Tuyền cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã về cây con giống và vốn. Năm nay là Hội Nông dân đã giải ngân hai dự án của quỹ hỗ trợ nông dân là hỗ trợ trồng hoa. Một là dự án trung ương trị giá là giá trị là 500 triệu đồng. Và một dự án sắp tới là hỗ trợ cho 3 hộ dân của hợp tác xã dự án trồng hoa là 40 triệu đồng. Hội Nông dân phối hợp với khuyến nông quận là tư vấn hỗ trợ khi cần về khoa học kỹ thuật cho hội viên của hợp tác xã. Đến thời điểm này, hoa kiểng cho Tết ở phường Long Tuyền đã phát triển xanh tốt. Thời tiết cũng thuận lợi đảm bảo cho ngày thu hoạch của các xã viên. Đầu ra thì năm nay bà con cũng e ngại lắm. Có số bà con trồng thì trồng, nhưng mà cái đầu ra là không biết Tết này là dịch bệnh có ổn được hay không. Nhưng mà tôi cũng tha thiết mong rằng nếu tình hình mà dịch đó là bình thường như thế này thì đề nghị là nhà nước là cho là hợp tác xã ra bán theo lề đường cũng được, không cần tập trung ở chợ đông người. Địa phương thì cũng vận động bà con thì cứ tập trung mình sản xuất những cái loại hoa mà hộ có thể là tiêu thụ, có khả năng tiêu thụ cao. Đồng thời thì để thực hiện mà cái hỗ trợ đối với cái hộ dân trồng hoa kiểng cũng như là đối với hợp tác xã trong việc tiêu thụ hoa kiểng trong dịp Tết. Thì đối với phường thì cũng tăng cường quảng bá để tuyên truyền để đến các cái cơ quan ban ngành cũng như các doanh nghiệp mà biết đến cái hợp tác xã để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc mà mua bán cái hoa trong cái dịp Tết. Hoa kiểng là thứ không thể thiếu trong những ngày xuân về Tết đến, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh mà việc cung cấp hoa kiểng cho Tết năm nay ở phường Long Tuyền bị giảm sút. Không vì dịch bệnh mà các hộ trồng hoa kiểng ở đây vẫn luôn cố gắng chăm sóc để qua Tết năm nay luôn tỏa sắc hương trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.